thì cái mặt hỏi không quý vị, hãy cẩn cảnh, hãy xem lại khoảnh khắc slow motion khi Quân AP hỏi các cháu. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Về chơi rồi, Quickie thôi. Bánh quy sữa Marigold được làm từ sữa New Zealand cao cấp. Xui tóc, xui mờ, xui tiền, tóc tiền, cái nào là khu du lịch? Khu du lịch là xui tiền ạ. Chắc chưa? Em khá chắc. Ừ, khá chắc phải không? Dạ vâng. Không chính xác. Nani? Tôi đã nói với em rồi, em phải bình tĩnh. Vâng. Câu số 2. Tóc mây, tóc mai, tóc mái, cái nào dài nhất? Tóc mây là dài nhất. Chính xác. Động vật nào sau đây nuôi con trong túi? Kangaroo, koala, kiwi. Kangaroo ạ. Không chính xác. Oh. Ngạc nhiên chưa? Hương và Hải cùng ăn xúc xích sốt lắc theo cao bồi 3+1. Hương lắc qua bên trái, Hải lắc qua bên phải, cả hai cùng lắc lắc lắc. Đố em có bao nhiêu từ lắc? Có 5 từ lắc ạ. Không chính xác. Số 5. Lắc sang bên trái, lắc sang bên phải, hai cùng lắc lắc lắc. Cùng ăn xúc xích sốt lắc đâu. Thủy triều xuống sẽ lộ ra một cái cửa hang. Bạn Tùng và bạn Nghĩa đi vô cái hang để thám hiểm. Hai người đi được một đoạn, ngoảnh đầu lại chỉ nhìn thấy dấu giày của Tùng thôi. Tại sao? Nghĩ là bạn Nghĩa bạn ấy đi chân đất, bạn ấy không đi giày. Chính xác. Ê, ê, được nha, được nha. Dạ. Trong hang tối, bạn Tùng đốt cái đuốc để soi đường. Đi một đoạn, bạn Nghĩa nhìn lên cái thành hang, thấy điều bất bình thường trong cái bóng của Tùng. Thì đố em, đó là gì? Chị thua câu này hả? Cho em biết câu trả lời với em tò mò. Lát anh hỏi Đạt Chi. Xuống. Sau một giờ, Tùng với Nghĩa đi ngược lại ra cửa hang. Tại sao cả hai đều không thấy dấu chân và dấu giày của mình lúc đi vào? Bởi vì bây giờ thủy triều đã lại vừa lên rồi và nó làm mất dấu chân và dấu giày. Chính xác. Dạ. Bạn chôn tôi khi tôi còn sống, bạn chỉ đào tôi khi tôi đã chết. Tôi là ai? Trời ơi, thấy cái mặt hỏi không quý vị? Hãy cẩn cảnh, hãy xem lại khoảnh khắc slow motion khi Quân AP hỏi các cháu. Ôi, chịu thua câu này ạ? Chịu thua câu này. Lát anh hỏi Đạt Chi. Khó lắm á. Diện tích của nơi nào nhỏ nhất trong ba nơi sau đây? Vatican, Vancouver và Maldives. Vatican. Chính xác. Thưa quý vị, ở Vatican thì diện tích nó chỉ rộng có 0,44 km thôi. Tập trung là cái tòa thánh Vatican. Tới mức độ mình muốn cắt tóc cũng không có chỗ để cắt, rồi phải đi qua nước khác cắt. Lấy một số chẵn, mình trừ đi một số lẻ nhỏ hơn thì kết quả là số chẵn hay số lẻ? Một số chẵn trừ đi một số lẻ thì kết quả sẽ là số lẻ. Chính xác. Qua câu 3 rồi, được. Khi mà chúng ta học thêm được một điều gì đó hoặc là có thêm một ký ức thì chúng ta sẽ nhăn thêm một tí, đúng hay không? Em nghĩ là không ạ, bởi vì da nhăn là quá trình lão hóa của da, không liên quan đến kiến thức. Lên. Một tháng 30 ngày có tối đa bao nhiêu ngày chủ nhật? Tối đa là có 5 ngày chủ nhật ạ. Chính xác. Làm thế nào để trồng 12 cây thành 4 hàng, mỗi hàng 4 cây? Thua rồi. Thua không? Lát hỏi Đạt Chi. Hết giờ. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí mùa 3 lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh V Giải Trí. Pion luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Pion không thể rời mắt.